Chào bạn, lại là tôi Đào Xuân Nhất đây. Ở video này tôi sẽ chia sẻ và hướng dẫn bạn cách tạo tài khoản Affiliate với nền tảng kinh doanh online az.com. Ok, chúng ta cùng bắt đầu. Đầu tiên, các bạn hãy truy cập vào cái đường link là kinh doanh online az.com, đúng không ạ? Đây, các bạn truy cập vào cái đường link này. Bước tiếp theo thì chúng ta sẽ đăng ký một cái tài khoản học tập ở trên kinh doanh online az.com bằng cách là click vào đăng ký hoặc click vào đây cũng được, đúng không ạ? Click vào đăng ký. Tiếp đến thì chúng ta nhập những cái thông tin vào. Đầu tiên thì là tên đăng nhập. Ở đây tên đăng nhập thì các bạn có thể là gõ email của các bạn hoặc là tên đăng nhập mà các bạn mong muốn. Ở đây thì tôi gõ là email luôn, đúng không ạ? Hoặc là các bạn có thể gõ cái tên đăng nhập như thế này. Lưu ý là nó là chữ thường và không có dấu, viết liền nhau, đúng không ạ? Ở đây thì tôi lấy email luôn. Tiếp đến, cái phần email các bạn điền vào. Thì tốt nhất là các bạn lên sử dụng email, là email các bạn thường xuyên sử dụng nhất, đúng không ạ? Rồi, tiếp đến chúng ta gõ số điện thoại vào. Rồi, chúng ta gõ mật khẩu. Mật khẩu tốt nhất là 8 ký tự trở lên, có vừa chữ thường, chữ hoa, số và ký tự đặc biệt, đúng không ạ? Để cho nó tăng thêm cái phần bảo mật. Rồi, tiếp tục các bạn click vào đăng ký. Rồi, tiếp đến thì tôi sẽ vào hộp thư email để xác minh cái địa chỉ email này là địa chỉ email của tôi. Rồi, chúng ta sẽ đăng nhập vào email. Rồi, gõ mật khẩu. Các bạn nên cài đặt xác minh hai bước nhé, để cho cái email của chúng ta bảo mật. Rồi tôi sẽ gõ cái mã xác minh vào. Rồi, nhấn tiếp theo. Rồi, chúng ta click vào cái email mà kinh doanh online AZ gửi đến cho chúng ta. Chúng ta click vào đây để xác minh. Ok, email đã được xác nhận rồi thì chúng ta sẽ tiến hành đăng nhập, đúng không? Rồi, chúng ta đăng nhập vào tài khoản. Đăng nhập. Ok, tiếp theo để đăng ký tài khoản Affiliate, các bạn kéo xuống chân trang và các bạn click vào đây. Rồi các bạn click vào đăng ký ngay. Rồi, thì các bạn sẽ được nhận một cái thông báo như này: chương trình Affiliate sẽ được xét duyệt thủ công. Để kích hoạt tài khoản thì bạn hãy click vào cái Zalo này để được phỏng vấn. Nếu đáp ứng đủ yêu cầu thì bạn sẽ được kích hoạt tài khoản trong 24 giờ. Thì các bạn click vào đây. Rồi các bạn nhắn tin nói chuyện với admin, đúng không ạ? Rồi nhắn tin. Ok, như vậy là tôi đã chia sẻ xong cho bạn cái cách làm thế nào để có thể tạo một cái tài khoản Affiliate với lại nền tảng kinh doanh online az.com rồi. Và nếu như bạn đáp ứng đủ yêu cầu để làm Affiliate với kinh doanh online az.com thì bạn sẽ nhận được một cái email chấp thuận, đúng không ạ? Và bạn có thể bắt đầu làm Affiliate với lại nền tảng này. Bạn tạo link và chia sẻ cái link đấy đến với khách hàng. Và nếu như có người mua thì bạn sẽ nhận được hoa hồng.
Ok, xin chào và hẹn gặp lại bạn ở những video sau. Chúc bạn thành công. Chào bạn, lại là tôi Đào Xuân Nhất đây. Ở video này, tôi sẽ chia sẻ và hướng dẫn thêm cho bạn một cái cách nữa, cái cách thứ hai để chúng ta có thể tạo tài khoản affiliate với nền tảng kinh doanh online AZ.com. Ok, chúng ta sẽ làm như sau. Đầu tiên thì chúng ta sẽ truy cập vào cái đường link là kinh doanh online AZ.com, đúng không ạ? Kinh doanh online AZ.com. Rồi. Chúng ta sẽ kéo xuống cái phần chân website, đúng không ạ? Ở phần liên kết hợp tác này thì chúng ta sẽ click vào chương trình affiliate. Rồi chúng ta click vào đây. Ở giao diện này thì chúng ta sẽ tiến hành click vào đăng ký ngay, đúng không ạ? Rồi tiếp tục thì ở cái form đăng ký một tài khoản cộng tác viên mới này thì các bạn điền đầy đủ thông tin vào đây. Ở đây là tên của bạn, đúng không ạ? Họ tên của bạn, bạn ghi vào đây. Rồi tên người dùng thì tôi sẽ lấy tên email của tôi luôn, đúng không ạ? Rồi, tôi sẽ sao chép cái email này xuống đây. Email thanh toán bạn cũng lấy cái email của bạn, các bạn sao chép xuống đây luôn, đúng không ạ? Tốt nhất là bạn sẽ sử dụng cái email mà các bạn thường xuyên sử dụng nhất, đúng không ạ? Tiếp đến thì bạn nhập cái địa chỉ website của bạn vào đây. Nếu như bạn không có website thì các bạn có thể sao chép cái đường link Facebook của bạn, đúng không ạ? Các bạn sao chép cái đường link Facebook của bạn, các bạn dán vào đây cũng được. Rồi, và tôi sẽ quảng bá trên website này, website trên Facebook, vân vân, thì tôi sẽ điền vào đây. Tiếp đến các bạn sẽ gõ cái mật khẩu của bạn vào đây, đúng không ạ? Mà mật khẩu thì ít nhất là 8 ký tự, đúng không ạ? Có chữ thường, chữ hoa, số và ký tự đặc biệt. Rồi bạn sẽ click vào đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách quyền riêng tư. Và bạn tiến hành click đăng ký, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ có một cái email gửi về đây, đúng không ạ? Là yêu cầu xin làm cộng tác viên đang được xem xét. Ok, để được kích hoạt tài khoản của bạn thì bạn cần phải nhắn tin cho admin của kinh doanh online az.com, nhắn tin vào cái Zalo, đường link nó ở đây, đúng không ạ? Để phỏng vấn. Nếu như bạn đáp ứng đủ yêu cầu và đủ điều kiện để làm affiliate với kinh doanh online az.com thì bạn sẽ nhận được một cái email chúc mừng, đúng không ạ? Nhận được cái email chúc mừng là chấp thuận đơn làm cộng tác viên. Và từ nay trở đi thì bạn có thể giới thiệu những cái khóa học trên kinh doanh online az.com để nhận hoa hồng rồi. Ok, như vậy là tôi đã chia sẻ và hướng dẫn cho bạn thêm một cái cách nữa để chúng ta có thể tạo tài khoản affiliate với nền tảng kinh doanh online az.com và kiếm tiền với nền tảng này. Xin chào và hẹn gặp lại bạn ở những video sau. Chúc bạn thành công.